Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thưa ông Sáu, thì cái đại tam thế chiến này là do cái ơn trên đã định sẵn hay là do con người mình làm nhiều nghiệp ác để gây ra? Mong ông Sáu chia sẻ. Nam Mô Di Đà Phật. Cái đại tam thế chiến này là cái hoàn cầu tới cái đất trời nó có cái lực tạo hóa, cũng như hồi cái lực tạo hóa con người đó sanh, cha mẹ sanh ra, già bệnh chết là con người, còn quả đi cầu là thành trụ hoại không, thành hình rồi đến đến trụ lại đến mấy ngàn năm rồi đến tới ngày nó cần cõi là con người quá xấu. Trong kinh nói thì lòng người quá xấu, địa hình quá nhơ, mới có cuộc băng sơ lập lại ấy ngày đại biến di ấy là một kỳ thi, là thanh lọc cái quả địa cầu mình lập cái cầu mới, bị con người quá xấu rồi, tâm quá nhơ, nó mới thanh lọc lại quả địa cầu mới lại. Thanh lọc lại là tại do con người mình nữa, quá xấu địa hình quá nhơ mới lập băng sơ lập lại đại biến giới là một kỳ thi, ai rơi đậu trong kỳ này đây, đó là kỳ thi của tạo hóa của thượng đế thanh lọc. Thì cái đại tam thế chiến này xảy ra là khủng khiếp không sao? Thì khủng khiếp à, nó phải thanh lọc hết những người ác đó. Nếu mà hiền còn giữ mất giáo hần bậc tiên, mà những đám mà vô thần không tôn giáo là phải bị diệt, vô căn Phật trời là sau này tiêu diệt hết trơn. Chỉ có thành phần nào hợp với thiên thượng mới được, hợp với trời Phật mới được, thanh lọc hết thành phần xấu. Sao còn có một chủ nghĩa, không có ai đánh ai nữa, từ bi tu không à. Còn bây giờ chủ nghĩa cộng sản rồi chủ nghĩa tự do, hai cái này nó đánh hoài. Nếu còn một bên Nga một bên Mỹ là nó đánh tới không chừng nào, không biết chừng nào mà không hết chiến tranh được. Đối đầu, nó đối đầu hoài à. Còn khi nào mà nó hai chủ nghĩa này nó đồng ý, nó theo Phật hết, nó xóa bỏ hết hai, còn một chủ nghĩa từ bi bác ái Phật ra đời, chừng nó một thế giới còn một chủ nghĩa từ bi thôi, thì thế giới như con một nhà đồng, không còn chiến tranh gì nữa chứ. Chỉ có ông Phật mới làm được, chừng đó mới làm được. Nó đánh nhau khiến nó chết chân, tới giờ ông Phật ra đời nó phải quy y thôi. Bây giờ nó kéo dài đánh nhau khiến chết chân hả? Dạ, ông Sáu ơi, thì giảng sư cho biết là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1. Hết 2 còn 1. Một chủ hết hai chủ nghĩa, nó còn có một chủ nghĩa nữa, chứ không phải là một người hết hai chủ nghĩa, tư bản cũng chết, cộng sản sao cũng chết chân rồi, nó còn một chủ nghĩa từ bi của ông Phật. Bỏ cái đó còn định nói cái đó. Ông Sáu ơi, thì sau này có cái đại hồng thủy không sao? Thì đại hồng thủy nó quỷ diệt hết trơn á, quỷ hết trơn quả cầu rồi mới lập lại Phật Di Lặc, mới dùng cái màu lập cái ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, chừng nó cái đền vàng của đất lập trội trung ương nhằm cõi phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu là đất Việt Nam nhằm cõi trung ương, sao có cái đền vua bằng vàng, không có chuyển lưng đánh dương cai trị cả thế giới luôn, 18 nước sao thế giới còn 18 nước, thập bát quốc là 18 nước đó, sao nó dành cái đền vua 3 năm trời rồi ông vua mới được yên lên, tới từ năm Thìn rồi tới qua năm Dậu á, tức là thân Dậu niên lai mới khiến Thái Bình mới ngồi được. Rồi tức hội diễn giai tiền định quần lai thượng cổ, trở lại thượng cổ là đầu cái thánh đức á, có người hiền thượng cổ trở lại hậu quy con người. Tuy ăn nhàn là học gạo trái dừa bằng trái dừa khô mà đồng bay về, con người muôn tuổi chứ không phải trăm tuổi như giờ, sống không có bệnh không nhà thương không quân đội chứ, con người hiền lên không bệnh không đau không gì nữa chứ, không người đó hiền lắm. Mọi người đó sống thế giới ít lắm, thế giới sống ít lắm, qua cái thanh lọc cái này là chết dữ tận rồi. Vậy là cái trận đạo thủy là nó cái người hiền với người ác chết chung nhau không sao? Người hiền ác cũng ấy mà Phật gom lại, mấy người hiền của Phật lựa gom lại mới vớt về trên cái núi rồi mới làm phép sống lại. Cho sống mấy người hiền sống lại. Dạ thưa ông Sáu ơi, thì ông nói rõ giai đoạn này, tất nhiên là cái đại hồng thủy này cái người hiền. Nó người hiền ngay cũ hơn là đâu, mình cũng chết chân hết á. Còn vẫn chết ha. Ừ, còn mấy Phật mới lựa. Người nào mà chết nó nổi á, còn người ăn mặn thì nó chết nó chìm dưới đáy biển á. Ăn ăn mà ăn tương ai nổi lên, người tu nổi lên, người Phật mới gom về trên rước đưa về trên cái núi Ba Di á, gom đó mới làm phép sống lại hết. Gom tại núi Ba Di á, trên có cái Phật có nói chỗ đó. Người hiền ăn tương nổi, người nữ ăn mặn chìm chân. Dưới lửa đốt chết chân, có ngữ người ăn mặn có trong tim có mỡ rồi Ngọc Hoàng đốt cháy hết chân. Còn người ăn tương ăn rau không có mỡ đâu không được, nó nằm đó chờ Phật cứu. Thanh lọc quá đi cầu là ăn chết chứ, dùng Phật cứu mới còn sống rồi. Rồi sao lập đời lại Phật cứu, sống lại lập đời thượng cổ luôn.
qua chiều quá tiên là vậy đó. Dạ, dạ ông Sáu ơi, thì cái thời điểm đó thầy mình về không Sáu? Thì thầy phải vậy, thầy trong đó có thầy và Phật Quan Âm nè, chèo thần bất nhã cứu thì trần gian, còn dân thù nè, Bồ Tát dân thù nó lướt sóng bùm loan, cứu người lương thiện sẽ sang quỷ tình, ai mà ta dạy chẳng nhìn ngày sau đừng trách mất tình yêu đương. Không tu là cậy chìm dưới đáy biển, nhân quả cầu ngập chân chết chân, chìm lúc mất hết. Người tu nổi mới vớt được, còn người nào chìm mất bỏ luôn. Rằm tới thình này là thầy về ra mặt. Việt Nam mình có vua, có chúa, cuối năm thình sẽ lo vận chuyển sứ hà tiên linh hiển cơ quan. Cơ quan là cơ quan tôn giáo của đức thầy đó. Rồi nhân sanh là chúng sanh đó, nhân sanh sẽ hiệp đàn hết thình là lập nhân hoàng hậu ra là có chúa thánh đó, có vua đó. Ông nhân hoàng là ông vua đó. Là khắp Á Đông mình là ông vua này coi khắp Á Đông luôn. Rồi từ từ các nước 18 nước vô nó đánh nó đầu hàng nó thua nó quy theo ông này hết. Theo ông vua này 18 nước hết tu hết. Ừ, 18 theo ông vua này hết làm chuyển lưng thánh dương coi thấy thống 18 nước như con một cha luôn. Đồng mà niệm Phật, đồng quy y, đồng theo tới với Phật hết. Là một thứ tiếng luôn, một ngôn ngữ luôn. Không còn nói tiếng Nga, Tàu, Anh, Mỹ nữa, chẳng sao tiếng Việt Nam không. Phật thâu hết các tiếng đa đoan, chỉ tồn nhất tự Nam ban tiếng mình là sao ông Phật của Việt Nam. Các nước phải học theo tiếng Việt Nam hết, ngôn ngữ Việt Nam hết. Gắn núp hơn coi ngựa chạy, hèn gắn là nói 5 tỷ đó. Rồi rồng bay giáp giới, cái nào yên đó là chừng ném cái hang coi ngựa, ngọ mùi thảm quả sầu không tả, 2 năm đó giữ tờ chiến tranh. Ngựa với ngọ đó sầu không tả nổi, không thế nào tả nổi. Rồi thân dậu niên lai mới thái bình, tới năm thân quá bớt rồi dậu thái bình luôn. Rồi tức họ diện giai điền định quần lai thượng cổ đó, trở là yên luôn rồi đó. Ba ngâu rồi đó, thiên hoàng mở cửa các lân, ngục hoàng cũng mở mấy từng ngục môn, mười cửa xem thấy ghi hồn cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công là vua Việt Nam đó, nhân hoàng cũng lấy công động đồng trừng trị cái lòng tà gian ấy, là đến lúc suy sang tam hoàng, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, ba ngôi đầy đủ ra đời thượng quân, chừng nó mới thánh ra đời thượng quân luôn, thái bình luôn, thành trị luôn. Có ba ngôi đầy đủ mới là thượng quân nha, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, ba ngôi vua hồi đầy đầy đủ. Dạ thưa ông Sáu, thì cái thời điểm đó cũng như là thầy cho biết là tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa là như thế nào không Sáu? Tam châu là nói cái châu đốc, châu phú, châu giang ở cái châu sát biên giới với miền á. Cái tam châu đó nó có cái châu đốc có ba tàu châu chỗ đó đó. Tam châu là châu phú, châu đốc, châu giang, chỗ đó là nó giáp ranh biên giới. Mà hữu ngạn là chỗ đó có cái bờ sông là trong miên nó qua, nó rượt qua chỗ là lỵ nhỏ xa là chết chóc dân khổ sở dữ lắm. Thế nó tràn qua là dân nó tại nó khổ dữ. Giáp ranh với mờ biên giới Trung Quốc với miên á, Campuchia. Tần Bang hậu hận, Tiêu Diêu động, Nam Quốc lương dân kiến lên xa, phồn qua đô hội Lưu Giang quyết. Chừng đó mấy thành phố banh thành hết trơn. Nó đánh là nó dậu bom thành phố, phồn qua đô hội đó, Lưu Giang quyết. Chư đảng dọc ngang cấp Maha, chừng đó là phiêu mẹ hết. Cấp mà mất, Maha là rộng lớn, sụp đổ rộng lớn. Vì là miên nó tràn qua cái lộ dân giáo mình không sao? Ừ, nó tràn nó được luôn, từ Tây Ninh, Sài Gòn, nó tràn bệnh biên giới nó qua, nó có sao, có thằng, nó sao? Có nó có cái thằng Tàu nữa, nó phải nó đi mình nó đâu, nó mình nó làm gì lợi mình, nó có Trung Quốc sao đích á, đó. đốc rồi nó đẩy, rồi chừng nó hai bên Trung Quốc nó chết lưu quyết luôn, sao nó chết chân ha, nguyên nghe lời Trung Quốc sao chết chân, tiêu diệt cái trời. Sao nó mất nước luôn, miên sao mất nước còn cái chút định, xóa địa đồ nó luôn. Trung Quốc sao cũng chết, kỳ này bão lục thiên tai trời phạt nó chết lần ngầm mòn, nó nhiều chết lần ngòn chết lần lần hết trơn, cỡ này chết chứ lắm mà biết. Mình đánh lên mấy đảo chết nó mấy chục ngàn không à, mở mạng còn mấy chục ngàn không. Bây giờ Trung Quốc còn phải liên, Trung Quốc còn la Việt Nam bị rút quân, đánh chết quá đừng chết đi, Liên Quốc còn la luôn. Thì ông Sáu ơi, bị nó tấn công mình lấy ra đảo rồi phải đánh cho thôi chứ làm sao không đánh được. Thì cái cảnh khổ quá thì thầy mình cho biết là đời cùng tu gấp kịp thì không sao. Thì đây thầy biết bây giờ có niệm Phật thôi, không có đường nào tu pháp môn nào chứ. Sớm chiều cũng lại niệm Phật mình tu ăn tương gấp đó là như vậy đó, chứ không còn tu pháp môn nào nữa nhá. Gấp là mình niệm Phật ăn tương cúng lại nhiêu đó.
hiếu thảo cha mẹ tu gấp đó. Chứ đâu có pháp môn nào nữa, còn nhiêu đó mình không tu nó thôi, tu gấp là sống à, chừng nó Phật cố, nếu mình có tu là Phật cố, mình vào nhà Phật được Phật cố, mình làm con của Phật ở đâu Phật cũng không bỏ mình được, mình niệm Phật rồi Phật bay đến rước mình à, chừng có giặc có chiến tranh Phật rước, chết Phật cũng đem về cứu mình sống lại nữa. Phật cứu mà linh đơn Phật rưới ma chịu quá tiên, mình nằm đâu Phật rưới linh đơn sống vậy là quá tiên, người đẹp đẽ khôi ngô tướng tú, thai hồn đổi xác luôn, già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn luôn, chứ không phải rương một nước nào hết chứ. Sao khắp năm châu Phật gom thâu lại, gom về người tu, gom về một núi cấm á, ở trên cái đền vua trên núi cấm á, dựng nó nổ ra bung núi cấm ra đền vàng lưu ly trong cái ruộng năm non á, chứ không phải ông sư nói cái chùa có cái trên đọt núi ở đâu, dựng nổ cái chùa đó cũng banh nữa, ông Phật Di Lặc nó cũng văng nữa, ở trong ruộng năm non cái đền bằng lưu ly ở trong đó, đền của Phật ở trong á, chứ không phải cái cất cái đền đài cái chùa cái cho ông Phật Di Lặc sao nổ văng đất banh hết không còn cái gì đó. Dùng đồ giả đó mà còn. Dạ thì hôm mấy hôm là nghe có một cái vị đó nói là núi nổ rồi với ba tiếng sấm rồi đó không sao? Ông sư không hiểu chứ. Thầy nói đền lưu ly rằng ngọc chói lò, rằng lưu ly bằng ngọc, bằng lưu ly chói lò hổ phát với tòa đại cung, mà dành cho cả lòng trung chính trực quân cùng thần nông nước, chúng tôi liên qua đưa nổi còn rước tôn đóng tàu quỳnh tu, mà ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, đền bằng vàng lộ vẻ cái núi vàng ở trước cung vua, sao mình là xài cấp vua ông khoát cho cả thế giới xài luôn, cái đình bằng vàng cái có núi vàng luôn nữa, ông vua mình khi núi nổ lật ngửa cái núi cấm banh ra trong ruột á, cái lúc khoái ở ngoài khơi ông vua ông sư nói không hiểu hết trơn, nói bậy. Dạ vậy là theo ông Sáu nhận định là sau này là âm thanh 3 tiếng không sao? 3 tiếng, một tiếng sấm đầu đất thì ông Năm Chèo nổi dậy, rồi lần thứ hai 3 tiếng sấm nữa là đền vàng mới lộ vẻ. Lần đầu có tiếng à, ông Năm Chèo nói vậy, sau 3 tiếng sấm mới đền vàng lộ vẻ. Các núi dùng bảy núi nổ cần à, ông Tô dở nắp à, lên à, lầu đài nguy nga, lầu dạng nóc ngó xem mỏi mắt, hương vô tận bay thơm nồng nặng, có thần tiên nảnh khắp gần xa, đâu có muôn qua hằng hà Đức Phật ngay trên mặt đất, các Phật mười phương gom lại chúc mừng Chúa Thánh tại Việt Nam. Ông Tô dở nóc là ngọc muôn màu kết tuổi làm rèm, lầu dạng nóc ngót mỏi mắt ngót lên trời, lầu dạng nóc vậy đó, chứ không phải là ấy đâu. Khi ông Tơ vỡ nóc vậy đó, quý vậy đó, chứ không phải ở trên cất bằng cây bằng gạch bây giờ đâu. Dạ, ông Sáu ơi, thì cái nếu mà núi nổ với cái người ở trên núi, gần trên núi thì sao ông Sáu? Kêu hỏi thần hả? Đừng nói chơi thần ta kêu. Kêu đi. Người tản cư, chạy đi, rồi chạy lộn về, chạy đi rồi bỏ núi. Rồi sau chạy lộn về, gặp hai, chạy hai lần chạy mới gặp bề muôn tao. Chạy khỏi núi, là núi nổ rồi trở lại gì nữa. Mới gặp bề hai bề, gặp bề muôn tao, gặp Chúa đó. Chứ ở làm sao chịu nổi, nổ cái không còn một cái cây cỏ, nổ banh đá còn văng người ta, sao chịu nổi, nhà cửa tiêu diệt hết, núi bung hết trơn, không có gì còn hết trơn. Lúc đó là Miên nó tràn qua luôn không sao? Còn Miên nó tràn trước rồi, rồi chừng đó nổ nữa là mới đền đàn lộ ra, rồi cá 18 nước nó vô. Hồi hồi Miên nó tràn qua lại núi chưa nổ, rồi nó đem bom đạn nó dội này con núi mới nổ. Nó dội tức qua núi nổ luôn, banh nó cấp nó chết trơn luôn. Chừng núi nó nổ nó chết trơn hả? Dòng mà đá văng nữa sao chịu nổi. Nó dội bom núi mới nổ, nổ banh ra rồi sao 18 nước thấy đền đài cột cờ nó dựng lên sáng chói hào quang, 18 nước nó mới vô nữa. Đánh thập bát quốc chư hầu giành xé, giành nước Việt Nam mình đó, chừng đó là 18 nước lớn vô. Nga Tàu Anh Mỹ đâu các đại chiến trục tâm cường nó giành cái đền vua, mình có cái cột phướng, cái hột phu lư sáng cả thế giới, chói ánh hết trơn nó vô vậy. Nước Việt Nam mình sao? Của Phật cho, có Việt gia Nam, có dân Việt Nam, có vua Việt Nam, không nước nào lấy được chân á. Ông Phật là người Việt Nam rồi, không ông nào mà giành được. Sao nó thua mình, nó theo Việt Nam mình chân, nó thua rồi nó sao nó đầu hàng theo Việt Nam mình chân. Việt Nam làm chúa, nước nhỏ bé làm chủ vạn quốc mới là kỳ. Bây giờ nó bằng ngón tay, bản đồ là cái bằng ngón tay à, thua nước nào chân, mà làm chủ vạn quốc. Sau khi nước mà các nước nó sụp đất, nó biển nó xuống 1.000 thước, nước biển nó lấp mấy đó rồi nước biển Việt Nam mình cái bãi thấy cái đáy biển Thái Dương nó bầu nó nổi lên, đất Việt Nam mình sao nó ra bự thành đại quốc. Bây giờ nó còn nhóc ngoái theo Trung Quốc đem tạo nó giành hoài đó, mới lú lú mà đất đem lại nó giành mấy cái đảo mình nhóc ngoái nó mới lú à, chừng sao nó là nó cạn nó lòi lên đất minh mông Việt Nam mình sao mình nghĩ là đại quốc.
Dạ, giờ mình nhỏ xíu à, bằng ngón tay không bằng ai chứ. Dạ thưa ông Sáu ơi, thì Đức Thầy mình cho biết là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, mà cái tuồng này là phải cái tuồng của thằng Nga với thằng ấy không ông Sáu? Không, cái tuồng này là của Thượng Đế sắp, chứ không phải là sắp chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Vô trên trời sai, trời mở cửa, ở trời nó xuống đặng nó làm vậy cho chết bớt. Bây giờ muốn lập đời dần ác quá nhiều, trời mở cửa sai quỷ xuống quậy cho nó chiến tranh đó, cho chết bớt, mấy người hung đồ chết hết rồi bớt mới lập được. Trời mở cửa quỷ dương cũng thế chứ phải đâu, cho nó xuống phá cho chết bớt rồi mới lập đời mới được. Như ông Năm Chèo vậy đó, 7 ngày trước là thầy không dám bắt đó, phải để nó trừng phạt xấu trời. Nó ăn thấy mấy người dữ nó không ăn là hiền, mà trời phải để nó ăn bắt không được. Qua 7 ngày thế giới bắt được rồi, thầy thì về mới bắt, qua 7 ngày mới được. Thầy với thầy bắt, thầy thâu, phải qua 7 ngày mới được. Thì cỡ đó người dữ nó quất dữ lắm rồi, nó nuốt no hết rồi, 7 ngày dữ lắm, chết dữ lắm rồi. Mà hiền còn người dữ cái cấp chết hết rồi. Thầy mới thâu ông Năm Chèo. Nhưng nữa thầy là khỏe rồi, mình đạo Phật giáo hảo có thầy gì là khỏe rồi. Dừng năm châu bốn bể vô, mình có thầy rồi. Thầy lại gia chung thì trong bốn đạo, bốn tùng phủ tre đạo những cái tùng của bóng mát rồi. Khỏi lo rồi. Mình dán tu vài năm nữa, bây giờ năm nay là năm Dần nè. Rồi qua năm Mẹo đây nè. Nó khởi chiến mèo kêu bá tánh, mèo kêu tới bi tới gà về ở dậu thì bình an. Thì ông Trần Trình nói, Mẹo đã đến rồng bay dơ dẫn, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Lê dân trăm họ sáu sào rã rồi phụ tử máu đào mới tương chừng, nói liên quốc không có giải quyết được. Bây giờ phụ tử là nói như liên quốc đứng xử mà chừng nó không có thể giải quyết được. Rã rồi phụ tử là không nước nào nghe lời nước nào nữa, nó quánh banh địa vậy. Máu đào nhuộm tương chừng đó ông Phật ra đời cũng mới thâu giải quyết mới được thôi. Cho chừng đó liên quốc hết giải quyết được rồi, nó không có nghe, quánh lung tung rồi. Thì thầy cho biết là buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo không nhé? Thì buổi nhập tiệc là pháo nổ rồi sấm nổ đó. Khối một mùng dân sát lại đường là tiếc là khai ba tiếng sấm đình vàng có lỗ vẽ đó. Buổi nhập tiệc là đời Thượng Quân đó, lập đời Thượng Quân phải có bài trải qua buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo. Khối một mùng dân sát đầy đường là kẻ giữ chết trần, dân sát đầy đường rồi kẻ giữ hung nó tiêu mẹ chừng nó nói gì không có tu chừng nó toi mạng, không có nói chủ nghĩa nào chứ không có đạo đức là bị toi, không nói Phật xử hết, một hoàng xử tiêu không có để. Còn người tu mới còn hiền chừng đó xâm dày quân lờ thần cộng lạc mấy ngày vô chơi chừng đó tôi chúa mới mừng cười nhìn xem một đế vô trời định phân. Mà thầy nói nha, cái đạo Phật giáo hảo sao được vừa kề bệ ngọc các lân coi chư quốc tranh giành, vô trong cái đền vua coi các nước ở ngoài đánh, chư quốc tranh giành châu báu ở ngoài đánh ngoài á, mình được vô kế bệ ngọc các lân ở kế bệ vua rồi đó, vô được là đoạt trong ruột rồi đó, mình vô đầu á. Thầy được gần bệ ngọc các lân coi chư quốc tranh giành châu báu, chừng đó là ngon vậy đó. Chứ các tôn giáo khác khó vô lắm, thầy đó Phật không cho vô, mình là con đũa của Phật Di Lặc mà. Ông Sáu ơi, thì một số cô bác nhận định là cái lời tiên tri của thầy mình không có, thì ông Sáu chứng minh những lời tiên tri của thầy mình đã hiện bài không Sáu? Thầy nói nè, mắt nhìn quậy quất thảm thê đó, bây giờ hồi nói ngàn trăm, hồi nói 39 có cái điện thoại đâu, có cái vô tiếng, có cái truyền hình đâu, chưa có cái dàn cái máy quay ẻn ẻn ẻn, có cái dĩa hát ca ông cổ rồi chơi chứ chưa có gì chân. Bây giờ qua ngàn trăm 39 tới giờ có truyền hình nè, có radio, có thâu băng, có điện thoại tự động, mà giờ mình thấy thế giới, giờ mở cái đánh bên Cuna, bên Nga ở đây mình thấy bắn cái bom như gì, mấy bài cháy mình thấy chưa? Thì nói cái đó có rồi. Rồi thầy nói nào, chừng nào sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu nước cấm quá lâu nay, mà hồi đó Mỹ Thuận cái sông đó chưa có cầu nữa. Giữa sông cái ai bắt nổi? Ai nói cái sông Tiền sao bắt được? Mà giờ có rồi đó. Thì những cái có rồi, còn cái là núi cấm này thầy nói nó quá lâu mà nó chưa tới thì cần phải tới thôi. Ông Phật nói cái gì Phật có cái đấy à, không bao giờ chê, không Phật không nói cái nào mà dư nửa lời, dư nửa lời là tội nặng lắm, mà Phật mà đâu có nói sai lời nào. Phật không dòng ngữ, mình tin tưởng đi, núi cấm quá lâu thì phải quá lâu à, chứ phải cái có cái chùa trên núi là cái lầu sao, sau lâu đài vạn nóc bằng lưu ly bằng ngọc, chứ không phải bằng cái chùa bằng xi măng đâu.
dặn nóc mất xem mà mất hương như tận mới thơm nồng nặc cốt thần tiên ảnh khắp bằng cha quần ngọc muôn màu kết tụi làm rèm văn làm rèm là mà ngọc bằng châu không á chứ đâu phải bây giờ bằng vôi bằng gạch đồ giá nhầm dán câu đây rồi kế bên này hưởng. Dạ thưa ông Sáu ơi, cái chỗ này con hiểu là thầy cho biết là sau này kẻ khóc người la dài 3 năm nữa biết mà tà tinh là sao không? Tà tinh là nó giặt giả đó. Nổi vậy nó đánh tùm lum hết trơn rồi, tà tinh là nó giặt giả nó đánh đó. Ừ rồi nó hiện hình nó ăn thịt người nó vô nó bắt ma nó vô bắt vô nhà nó bắt từ nhà luôn. Ăn tươi nước sống nó bắt người ăn thịt thịt sống luôn. Nó hiện hình nó nắm cổ nó phùng ngoan phùng mắt có nanh cái hút ăn thịt luôn. Tà tinh nó vô nhà ăn tư nước sóc bắt người ăn thịt luôn. Nó đủ thứ hết trơn mà mình niệm Phật có chư thần giữ nó không dám vô. Mình có bạn thiên mình thờ tức cửa nhà mình vào nhà bạn thiên mình niệm Phật không cho ma quỷ nào dám lại nhà mình được. Chư thần ta giữ cửa rồi. Không ai dám nhà mình nhà có bạn thiên lại Phật cúng sớm chiều không ma quỷ nào vô nhà mình hại mình được. Mình tin tưởng vậy là mình tu rồi vậy. Chắc ăn không sợ gì vậy. Còn không tin tưởng sau này chết trần không chạy đâu mà khỏi cái mần chót là không có chạy đường trời nào mà khỏi vậy. Không đường nào mà chạy thoát hết trơn. Nước lửa không sao? Nước lửa dưng giờ dưới thì trên trời lửa cháy. Trời cháy giờ lửa quần áo nhà mình có cái nhà nào nó đựng cái để gì cháy ngay bốc lửa cháy trần bây giờ hiện đâu có tin là tôi mở mạng thấy nè. Cái gì cũng cháy chứ tự phát lửa cháy hả? Đồ trong nhà bốc cháy trơn. Tự nó cháy. Rồi nước dâng lên ngập qua thì cầu luôn tới mỏ két luôn. Chừng thanh lọc luôn. Chừng nó về bốn thẻ mới được, cơm về núi mới được. Phật ước gì vô núi ở hết, không còn người nào ở ngoài. Thì nó Phật cứu mới được, còn người nào ở ngoài chết trần. Dạ, thanh lọc đoạn, có cái đoạn đó này nè ông Sáu, không biết của ai mà con nghe là ngồi trên đỉnh núi treo leo đó ông Sáu. Nhìn xong thiên hạ như bèo trôi sông. Dạ. Thiên hạ như bèo trôi sông á. Dòm xuống dưới sông như bèo vậy sông ghê đó. Sát người không đó. Ừ nó trâu như bèo rồi luôn á, chừng nó chết như bèo núi mà dòm xuống thay như bèo rồi chết như vậy đó. Đó là giờ đại hồng thủy đó ha. Ừ đại hồng thủy là dòm thấy như biển không. Thầy nói sao ngồi mỏ ông két đó, bây giờ mỏ két ngồi nó gửi chân thầy dẫn đức ông anh đến thầy nói sao ngồi tới lập đời màn chót là vậy đó. Thấy trần luôn. Rồi 7 ngày đêm nó không có mặt trời, không có mặt trăng, tối như mực luôn. Ma quỷ nó hiện ra nó ăn người ác hết. Rồi qua 7 ngày đó là sáng trưng lại là người nào còn người đó mới sống đời thượng cổ. Phật lựa rồi đó, 7 ngày đó lựa rồi đó, sống đời thượng cổ. Qua 7 ngày đêm người nào giữ chết trần, không chạy đường trời nào khỏi chứ. Làm ông gì cũng chết chứ. 7 ngày đó ma quỷ nó giật nó ăn hết chân, không còn. Chừng đó ngày đêm tấu khu như mực ăn thịt chứ. Không có mặt trời mà không có mặt trăng. Thì cái diễn biến của thế giới hiện bây giờ nó đang là khẩn cấp quá không sao? Thầy nói xiết ra. Mà cả thầy nó mắt nhìn ngoại quốc, thấy nó trước rồi mới tới mình. Mắt nhìn ngoại quốc, thảm thê rồi Nam Bang cảnh khổ, Nam Bang nước Việt Nam cảnh khổ, kề bên tai kế mắt ở đây rồi tai kế bên, con gàng kế bên không có xa đâu thầy nói vậy. Nó ở đây tới mình đó, tới mình tới Nam. Bắc Nam người đây thầy nói ê hề thấy phơi chứ không phải. Không phải là Việt Nam mà yên nữa đâu mà sao cuối cùng Bắc Nam còn một trận thanh lọc đó. Ê hề. Sao Việt Nam mình còn trận thanh lọc đó, không phải người hiền nữa mà được. Cả thế giới luôn người tới Việt Nam mình cũng thanh lọc. Thanh lọc người hiền nữa. Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tai là Nam Bang là Việt Nam mình đó. Cũng khổ mà sao cùng mới khổ sao á. Tới đây là chấm dứt luôn. Vậy là cái là ơn trên nó định sẵn cái ngày tận diệt mọi người không sao? Ừ. Phật trời đó định rồi. Cái ngày đó là thầy về thầy lo cho mình khỏi lo, mình ráng tu cho chừng ngày đó thầy lo, chừng nó bề trên ta lo cho. Thầy lo. Ngày thành lọc là thầy lo hết, cái đó thầy là sắp hết. Ai mà tu thì được hưởng, còn không tu, tu thì được thưởng ban, còn không tu là xóa bỏ luôn, quý bỏ luôn. Quý bỏ. Chỗ khác thầy mình cho biết chừng gặp tuổi mùi ba tháng, ba tánh biết thân gì đó không sao? Mùi là tới, mùi tới nè. Dạ. Thình tỷ ngọ mùi tới là xong luôn rồi đó, tới đó là xong luôn rồi đó. Sầu không cả,
Nhưng nói năm đó là dữ tận, không có nói mực nào mà tả được. Hình nó có là tới dữ rồi đó, mà nó xiết tới ngọ mùi thảm quả không có tả được nữa. Lửa thiêu, lửa cháy bùm tử rồi nó nổ quả được cầu banh tà nè chân, không có tả nổ được. Chừng nó Nga Mỹ nó đánh nhau quả cầu thì banh tà nè chân, cháy rụi chân, không còn tả nổ. Phật mới dùng phép màu lập lại thông ơn. Rồi qua cái đó còn Phật mới lập lại được. Tiêu diệt rồi Phật lập lại dùng màu lập lại mới. Mắt thế giới thì sao, thế giới nó banh tà nè chân, tiêu diệt chân. Cái đại hồng quân tiêu diệt hết, hạ quân lại tiêu diệt hết, mới qua đập đời thượng quân lại được. Vậy là lúc đó cái thời điểm đó là còn sống ít người không sao? Ít, 10 người hết 9, còn 1-2 người. Ít lắm, mình để ăn thu mới được, chứ qua đời khó sống á. Còn vàng với châu không, còn vàng với châu là người hiền không á. Mà giữ chết tấn rồi. Không giữ chừng nó làm màu cho bẻ thú đình rồi, tậu xưa chừng nó chết chân còn đâu nó tiêu diệt hết trơn. Thế giới rồng bay chơi dẫn khắp hoàn cầu, khoảng chừng đấy khắp thế giới rồng bay chơi dẫn khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Ly dân tâm họ sáu sào, chừng nói tâm họ là nói cả thế giới luôn. Rã rời phụ tử là Liên Hợp Quốc, chừng nó không có can được, không có xử được cái chứ. Liên Hợp Quốc nó như là cha cả thế giới mà sao nó xử được. Phụ tử cha con thì không có nói sửa được. Máu đào nhuộm tuôn, chừng nói là nguyên tử nó nổ mạnh nào nó đánh, lung tung mà chứ. Chừng nói trời ơi, kêu trời cũng không nổi nữa. Chừng nói trời ơi, sao ói biến bay chim kia kiến lặng, tại ai xe ngừng súng sao biến nổ không trần, chư ban hợp bác cặp ngừng ngơ, chừng nói thầy về thâu hết trơn. Thâu ngũ hành rồi, nó bay không được, máy bay không được, tàu lặn không được, vậy nó thua mình đầu hàng, mình tù luôn. Là xong đó, tới đó kết thúc. Thầy về thâu hết rồi nó kết thúc chiến tranh luôn. Chừng đó ông Phật ra ông thâu hết. Ngũ hành không có, ngũ hành bắn không được, máy bay bắn không được, súng không nổ rồi làm gì? Thua luôn. Dạ, dạ thưa ông Sáu, thì mấy hôm rồi cái núi cấm mình nó lộ hào quang, với có cái điểm gì ông Sáu? Thì nó lộ, nó sắp nó nổ á. Ở trong là cái cọc cờ nó cục hộ phu lư ở trên nó hé rồi đó, nổ rồi là thấy rồi nó hé ra đó. Cái cục hộp phu lư đó, trên cái đầu hướng đó, nó sắp nó leo cho nổ rồi đó. Nổ cả lên sáng cả thế giới luôn nha, đâu phải dầm thấy hết. Chừng nó nổ cái đụng ra thấy các nước miền qua đánh là nó nổ hả? Vậy là cái cục phu lư đó là nó dạ ra cái hào quang thấy dòng sáng? Ừ, nó có cái hào quang, cái cục của nó chiếu hào quang. Mà bây giờ mà thấy các miền mà qua nó dầu đánh tới núi là nổ liền. Bung qua là đồ đài là lộ ra, nổ núi rồi ra liền. Cái núi như cái lòng bàn đẩy mà nó chờ có tên nạ sấm nó động nó mới nổ. Mình bỏ bom đồ tức núi nó mới bể. Chiến tranh á, nó bỏ bom đồ núi mới bể. Thì mình ở xa cách trăm cây số có sao không? Không, mình xa quá không sao. Ở gần ở Châu Đốc á, mới sợ cho mình nó quá xa. Ở đây cách trăm số mà nhầm gì nữa. Dân đá đâu có tới. Niệm Phật cũng không có đá đâu tới đây. Vậy là cô bác ở bên Mỹ là an toàn đó. Ừ, xa quá thì đâu có sao. Cái dùng ở trong cái nội di của Châu Đốc á. Mà người tu thì ở đâu cũng sống á, chứ không ơi, Mỹ, Tây gì, mấy người tu ở đâu cũng sống nữa. Nếu người tu của Phật rồi ở đâu cũng sống đó á. Có chư thần ta gìn giữ ở đâu cũng sống nữa. Tai nạn gì không có đến cho mình được. Bệnh tật gì cũng không đến được. Người tu mới còn. Còn hắn tu ở đâu cũng tiêu rồi. Bây giờ mình ráng niệm Phật hắn tu đi. Nó tu thì nó sống. Thì nó khắp hạ giới rồng bay chơi dẫn. Người khơ dân hiền lành thì nó mới hết bẩn khùng điên. Chừng từng đó là trở về sau là sau đất Việt Nam mình quý nó quý lắm. Thì nó chọn người con hiền gì nó xung dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Chừng nó tâu chúa mừng cười nhìn xem ngọc đế dưới trời định bật. Đó, người hiền thì sống được, không có nói gì chứ. Chờ con đầy đủ nghĩa nhân cho ta chế độ nhất lần về ngôi là mình phải có đầy đủ nghĩa và nhân. Đó, mình tu nghĩa tu nhân là đầy đủ nghĩa nhân cho ta chế độ nhất lần về ngôi. Ngày mở rộng quy khôi non thiền gian chuyển khùng ngồi sử phân. Đó chừng nó thầy sử đó, thầy đứng ra sử. Non thần gian chuyển khùng ngồi sử phân. Là thầy sử. Chừng nó sướng lắm, phải ra. Mà mình đây tu tới năm thịnh thầy về rồi. Qua năm mẹo tới thành kế bên đi thầy ra mặt rồi. Thầy là ông Phật đâu có chết. Thầy lên hai lần trước người ta bắt tôi.
tôi lánh mặt, lần thứ ba tôi coi quá thân cho người ta bắt, tôi qua dùng cái quá thân đó, cho người ta bắt, rồi bắt rồi thầy biến mất luôn tới giờ đó. Chứ thầy đâu cũng Phật mà ai báo được, ông biết cái chân hả, à, sao bắt ông biến mất tiêu tới giờ đó. Thầy ra tiếng nào thầy trở lại gia chung thì trong bổn đạo bốn tùng của kẻ, chứ nó không Phật bị bắt cái chặt rồi bắt khúc, rồi mà nói tào lao bắt giác cái tiên tiền Phật bắt, ông Phật mà ai bắt được. Sao mà bên tổ đình mình để mấy cái dừa với cái hàng kiệu là sao không sao? Cái dừa là để sao thầy hình không nhìn nhận người đó tu dối, tức quá ra gốc dừa đạp đầu. Thầy về ra thầy không nhìn nhận người đó tín đồ, uống rượu phá giới rồi này kia thầy không nhìn nhận, cái đó đạp đầu. Còn cái hàng kiệu nước thì để cứu những người bệnh, chừng nó bệnh cấp chỗ bốn phía người ta trở về tổ đình kính xong ở chân lên thì nhờ thầy trị bệnh, chừng nó bệnh dịch dưới tận lắm. Thầy mới nhúng tay thầy phát nước tới ai chúng ai, thầy hốt phát nước tới đâu rồi chúng người đó hết này. Chứ không có thuốc nào mà ông Phật ông bụng nước ông liền người nào đó rồi giờ chúng là hết chúng. Dạ. Dạ thưa ông Sáu, thì như chỗ này cái đệ tam thế chiến nó đến trước hay là cái dịch bệnh khủng khiếp nó đến trước ông Sáu? Dịch nó trước. Dịch trước. Ừ, rồi tam thế chiến nó mới sao. Tam chiến ngày sau là nó đánh cuối cùng luôn á. Bây giờ này lai gai bệnh nhóc rồi đó, dịch rồi đó. Nó kéo dài 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 tới đại tam chiến luôn á. Bây giờ bên Trung Quốc nè có nè, phong tai nè, là bão đó. Đúng rồi. Ông chốt đi đó là gió, là nhà cửa nó lật đó, là cuốn nó sóng thần đó là phong tai. Rồi thủy tai là nước mà biển nó dâng lên đó, là sóng thần đó, thủy tai. Rồi tới quả tai là mấy cái núi nó nổ bùng ra, nó kêu cháy đó, qua đi cầu đó. Rồi quả tai luôn đó. Yeah. Rồi sau bom tử nó nổ nữa, chiến tranh bom tử nổ nữa, đốt cái quả cầu luôn. Tận diệt luôn mà. Rồi chừng nó dùng phép màu lập lại thượng quân. Phùng nó chừng nó người hiền Phật cứu hết trơn, không ai chạy đâu. Người hiền là Phật cứu sống hết trơn. Không có, mình hiền người không có chạy ở đâu, không có chết đâu chứ. Chừng người hiền cho nó xin thầy quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, chừng nó tâu chúa mới mừng cười nhìn đêm một đế giữa trời định phân. Không có khổ vậy chứ. Thiên hoàng cũng mở cất lân, ngục hoàng cũng mở mấy từng ngục môn, mười cửa xin thấy ghê hồn cho cần coi thử có mà hay không. Nhưng hoàng cũng lấy lễ công, cũng đồng trừng lý cái lòng tà gian ấy, là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thuận hơn đó. Không còn gì nữa nha. Dạ. Dạ thưa ông Sáu ơi, thì một số cư sĩ cho nói là tháng 7, tháng 8 này tới đó ông Sáu nhận. Chưa tháng, từ từ vậy đâu gấp quá vậy. Có chiến tranh thế giới thì có. Bây giờ mấy năm là nó tới, là tới thế giới trước. Thế giới ở ngoài nó đánh như biển Đông, rồi ngoài Đông hôm nay đánh lùm bùm ở ngoài mấy cái đảo rồi. Tấn công mấy cái đảo Trung Quốc chết bèo ngoài á. Với Đài Loan hoặc là nó đánh bên Hàn, Bắc Hàn, Triều Tiên luôn á. Tấn công không mấy vậy bên á. Hàn Quốc nên đánh dữ tận ngoài á. Hàn Quốc mà tiêu bên á rồi. Dữ lắm, bây giờ nó tấn công thế giới gần rồi tới Việt Nam mình là tới năm Ngọ Mùi mới được, Thình Tị mới được. Thình Tị là dữ lắm, vô tới nước mình là tới Thình Tị. Lúc đó là cha nọ bồng con không sao? Cha nọ bồng con vợ khóc à, tan nát xóm làng khổ với A, nhà không kẻ ở, ôi nước trước, nước chẳng tin lời gặp thiết thật. Chừng nó mà khóc một bồng con bế cái chạy cái đùm có đeo á. Nhà không kẻ ở ruộng thì vô canh luôn. Nhà không ở ruộng thì bỏ vô canh, không canh tác bởi cái bữa nữa được. Dữ lắm luôn. Bây giờ mình còn ăn, còn cá, còn hát, còn chơi bờ rừng nó khổ lắm. Ông Thanh Thủy nói là cành cây ngọn cỏ không còn lá đeo, đến mà đói mà lá cây cành cỏ bức ăn không còn lá nó mọc. Đói tới vậy đó. Bây giờ hỏi dân Trung Quốc lục hoài lúa đâu ăn. Rồi nó cả tỷ dân rồi lúa đâu ăn, rồi tới mình nó chạm qua mình nữa, mình lúa đâu ăn. Biết rồi bức cây lá ăn, biết rồi cây không còn cỏ, không còn mọc. Đó dữ tận lắm, chứ không phải dễ vậy đâu. Có cái đoạn nào mà con nghe cũng khiếp quá ông Sáu, cũng như là xấu trường lên lộ tha người gì đó sao? Thì xấu trường lên ra bất tha người hung, còn chim thì trên trời xăm bố. Thì có con xấu dữ năm chèo đó, trường lên lộ bắt ăn người hung, còn ở trên trời thì có con chim đá nổ từ lâu, chừng có máu thấm vào nó dùng dãy lớn khao bay gấp. Mỗi lần nó gấp muôn triệu người vẫn được như thường, cánh nó hoặc trương phố phường sập lầu đài tan nát. Con chim két á, nó bay nó ăn người ta phố phường này sập lâu đài tan nát. Vậy là cái con két đá đó là nữa nó bay được không sao? Bay được, tới ơi đến việc đời là nó bay lên đó.
nó ăn gấp muôn người triệu người một lần á. Khủng khiếp gì? Cánh nó quạt phú phường sập lầu đài tan nát, thầy nó rồi ông Thanh Sĩ có nói đoạn đó rồi, không có chạy đường nào. Dưới sông thì ông Năm chèo trên bờ thì có ông Két đó, dữ tợn lắm. Rồi lớp bằng bông cải đạo nó thả thú muôn bầy lớp bay lớp chạy sau này ra đoan hùm beo tay tiện muôn bầy với thầy nó một bầy đâu. Bằng môn nó thổi một nắm đậu liền ra lính đi đặt hà, nó quá thú khuất một cờ là cọp beo rồi chạy đầy đất. Cũng như mưa bên bên Trung Quốc giờ mưa một cái con thằng lằn gai đâu đặt đất cái chăng hả? Hỏi mưa cái đám thằng gai đâu trên trời gớt cũng đặt đất chăng hả? Ai làm? Không biết. Mưa một đám mà nó bò đặt đất chăng. Mưa cái cua đầy gì mà sân hết trơn, đầy gì là nhà đó. Cua hàng ngàn con nó bò đặt sân hết trời đất đường lộ hết. Cái đó là cái điểm gì không sao? Cái đó trên trời mà không biết, cái đó đâu không biết nào. Cua đâu mà giữ thần ấy. Mưa cái cua không à? Còn mưa cái cá không ra lượm vô mừng, mưa hút nè ngay cái bầy cá, cái đó ông rồng hút ngoài biển á. Dũng nghe bầy cá ông hút vô, ông dội xuống phun xuống rớt xuống cá không. Ông thảy dội ông hút, nước biển rồi ông lên ông phun xuống. Cá không, ông rồng ông hút, ông phun xuống. Ông hút ngay chỗ nào, ngay chỗ cái đảo rắn này phun xuống rắn không bò đầy đó cho trong có lúc mưa rắn không. Trung Quốc nó bị hoài đó. Kinh khủng như sao? Chừng tan nó mưa rắn bò đầy về mày đường hết trơn. Nè hút hồi nhầm cái đảo rắn á. Rồi nó hút vô bay lên vào vô vào rồng nó phun xuống rắn không. Đầy đất hết trơn. Dạ, thưa ông Sáu ơi, thì cái thằng đồng A Nan nó tiên tri trùng khớp với thầy mình quá không sao? Đâu giống à. Cái đó cũng là bề trên xuống đó ông ơi. Dạ. Chứ không phải ổng ở núi ở trên sao quả gì xuống đó. Thì ông Sáu nhận định là giống ha? Giống. Mấy tay đó là bề trên xuống không á. Chứ không phải mình làm sao biết. Mình làm sao biết mình tiên đoán được. Ông dòm sao cho anh mà không biết cái giết thế làm sao đó. Ông dòm ông coi sao trăng trời mà không biết làm sao ông nói. Dạ. Dạ. Theo ông Sáu nhận định cái lời tiên tri của thầy mình 100% là có không? 100% không có chính xác không có thể. Những cái có rồi, những cái đang có và cái sắp có. Có gì cũng phải có chứ, từ ấy nó lộ hết. Cái nào nó có rồi, có cái chưa có, cái sắp có. Vì nó chưa tới làm sao có được. Từ từ nó sẽ lộ, núi chưa nổ làm gì có. Đền đài cung điện từ từ có hết. Phật nói mà đâu có gì sẽ được. Rồi, ông Sáu có lời phiên nào cho cô bác ở gần xa đi không? Rồi bây giờ tôi nói đây là tôi nói chung là nếu ai có kêu clip này là sắp cả trong và ngoài nước. Nghe lời tôi nói thì ráng tĩnh tâm tu hành thì ngày gần đây được gặp Phật, gặp Thầy, được gặp Hội Long Hoa, được sống còn đời thượng ơn Thánh Đức và sự sống đời an lạc, vĩnh viễn không còn sanh bệnh lão tử nữa, gặp Phật đắc đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nói đây là mẫu chuyện nhân quả, người đời nhân toàn thiện thì quả toàn thiện, lão Phật dạy. Nếu mình làm ác thì chỉ qua ác mà làm lành hưởng lành, bây giờ mình muốn sống trường thọ là mình phải ăn tương. Không sát sanh hại mạng, đó là kiếp sau mình sống dai con cháu làm quan. Còn mình nếu mà mình làm ác, mình như mình làm mụ lụn móc thai con nhi phá thai, ta giết người trong trứng, sao con cháu mình bị chết tiểu. Lớn lên không có sống dai được, đi ra đường bị xe đụng, xe cán, xe quẹo chân à. Cái bị mình móc thai giết trong bầu thai thì con mình trả quả cái nợ đó. Cái dân nhân nhân hiểu á, mình giết người ta thì con mình trả quả. Còn mình bây giờ muốn làm giàu á, thì mình bố thí tiền bạc. Thì kiếp sau mình hoặc kiếp cho con cháu mình được làm nhờ cái đồng tiền đó mình sao con cháu mình làm ăn phát đạt. Còn mình ăn tương giữ giới á, thì sao con cháu mình được sống dai. Còn mình đọc kinh sách á, mình đọc kinh sách của Phật thì mình được trí huệ sáng suốt. Còn mình ra đắp đường bồi lộ làm bằng tay chân á thì mình ấy có sức mạnh vô địch. Cái nào ra quả nấy, tiền ra tiền, sức mạnh ra sức mạnh. Còn mình chăm nom mấy người bệnh á, bằng tay bằng chân là quét đường bầu lộ rồi tay chân mình rất đẹp, cái tay dài thon mà rất đẹp bóng láng rồi đẹp. Dạ, thưa ông Sáu thì cái nhân nào quả nấy. Như chỗ này có một số người đó người ta làm nhiều chuyện ác cũng như là sát sanh đó Sáu, thì bây giờ ta cũng dần giàu có quá hay là cái nghiệp nó chưa tới sao? Cái đó là cái nhân người ta làm mà cái quả chưa đến là bị cái phước ta còn. Dạ. Cũng như người ta đương giàu mà bây giờ người ta kiếp trước giàu ta hưởng đây mà cái mới làm ác đây hả? Kiếp sau người ta mới trả. Hoặc là cuối đời họ mới trả. Bây giờ cái phước họ còn. Khi họ hết phước rồi họ khổ lắm. Tới hết phước rồi cái quả đó đến, quả họ mới gây nè, nó trổ ra thì chừng nó mới khổ.
cũng như cái giống cũ nó còn, nó chưa hết. Nghiệp trước còn mang, ấy là cái giống người ta còn, chưa hết. Nếu mình tu mà muốn không hết cái mà cái nghiệp á, mình phải niệm Phật. Tu huệ á, niệm một tiếng niệm Phật trừ được 80 kiếp trọng lại tội sanh tử. Còn mình tu phước, bất quá về cõi trời không phước sao cũng bị quả báo, cũng chết, cũng rớt xuống. Còn mình tu huệ thành Phật luôn, niệm Phật thành Phật luôn. Sau trí huệ sáng suốt mình thành Phật luôn, khỏi sanh tử luân hồi. Mình phải niệm Phật, rồi mình trừ tham sân si ái ố hỷ nộ trong tâm mình. Sáu căn không nhiễm sáu trần nó mình thành Phật. Ở căn có khó chứ đâu. Là năm rồng gắn ngựa dê khắp trong thế giới ê hề thấy Phật. Năm rồng là rồi gắn là ngựa dê khắp trong thế giới ê hề thấy Phật tới đây rồi. Tận nghĩa quá để cầu luôn, không còn cái gì nữa chứ. Là cái màn cuối của Hạng Quân này nè. Ê hề là bom tử không có trông luôn á. Ê hề không có trông. Đất trở thay. Đất chở trời che, đất chở không ai chung ai, bom tử nổ rồi chết sạch, không ai chung ai nữa. Trái quả cầu luôn, không ai chung ai. Nó không còn, nó nhà lầu gì cũng trái thì tiêu gì hết. Phổ thảm chiều mơ sẽ đến, dưới cái tận lắm, không phải gì, không thể nào tưởng tượng nữa. Thầy ông Minh Trần Trình nói rồi, không có chạy đường chơi nào hết chứ. Rồi thầy nói có Việt Nam mình có cõi trung ương, sao có Phật tiên tại thế, là cõi Việt Nam mình là có ông Phật ông tiên thầy gì mình kia là mới sống còn thôi, chứ còn thế giới này tiêu diệt chứ không nước nào còn hết. Việt Nam mình sao là chúa 18 nước làm chủ vạn quốc mới là kỳ đó. Nhưng nhỏ bé mà làm chủ vạn quốc mới là kỳ. Bây giờ tu niệm tầm thường sao thể xả hương khắp chốn, thầy nói bây giờ tu niệm người ta coi mình tầm thường lắm, sao nó xả hương khắp chốn. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn, sao như cái tòng tòng bá nó quý lắm. Tu giờ tầm thường mà sao nó quý lắm. Bây giờ chưa tới đời thì về coi tầm thường, mà tới cái đời người tu quý lắm. Và người ta coi thường, người ta lo chạy danh lợi tình không à, tiền bạc không à, không có tu. Bây giờ người ta chưa tin không sao? Ừ, chừng tới đó việc rồi, chừng đó người tu nó quý đó. Không gì quý bằng người tu. Như hỏi bây giờ đời giờ nó trọng ca hát này kia sao? Quý việc cho mấy người đó chết cho không thấy năm nay ca sĩ chết biết nhiêu không? Thành phố mình đó. Năm nay là ca sĩ chết dữ lắm luôn. Không có tu không sao? Nó tu đâu, nó lo tình tứ, yêu đương, bị ăn tiền, hát ca không. Bị tận diệt. Bây giờ tu kịp không sao? Ta biết giác ngộ là giờ kịp ha. Con người quay đầu hướng thiện thì bằng tâm giác, giác ngộ quay đầu là bà. Người biết quay đầu là tu sớm chiều cũng được, đó. Sáng tu chiều cũng hướng được. Đó. Thế mình quay đầu là hướng thiện là thầy Phật cái độ mình này, bằng tâm giác dùm. Không có khó tại mình không bị quay đầu phải không? Quay đầu hướng thiện bằng tâm giác dùm, mình tu nó dễ ợt, không có gì khó vậy.